Dạ, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shop Tour ngày 6 tháng 9 năm 2018. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Chương trình nay chúng ta sẽ quay trở lại với hàng điện nhập sử dụng điện 100V. Ở đây là 1, 2, 3, 4 con cưa rộng. Hàng trên này là giá 1,1 triệu, còn hàng dưới là 1 triệu. Đầu tiên sẽ là một cái con cưa rộng Makita. Đây, cưa rộng Makita. Mọi thứ đều nghiêm chỉnh. Này nó có chức năng là đá lưỡi là một. Sử dụng cái đuôi, cái lưỡi đuôi chữ T, thông dụng dễ kiếm. Có chỉnh tốc. Để anh chị đừng có so sánh với cái máy cưa lộng mà dài trăm. Thì bên em đây là hàng lựa chọn thứ nhất. Thứ hai là hàng hệ là có chỉnh tốc, có đá lưỡi. Mà ba là cái này đời cao chứ không phải là đời thấp. Thứ tư nó là hàng đi Nhật, Nhật sản xuất cho người Nhật xài chứ không phải là hàng Trung Quốc xuất Nhật. Thì nó khác. Sẽ có nhiều dòng rất là rẻ, mấy trăm, đó là dòng hệ Trung Quốc xuất Nhật. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếng nha. Đây là cái tốc 1. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên tốc cao. Makita đầu tiên giá 1,1 triệu, mã của nó là Makita 4340. Rồi, sử dụng điện 100V 7,6A 720W. Công suất này công suất lớn nha, chứ không phải công suất nhỏ. Tốc nhịp là 2800 nhịp trong phút. Rồi, hàng nội địa Nhật, made in. My God. Thằng này made in England luôn. Sản xuất tại Anh. Ở đâu ra vậy ta? Ngon. Báo giá nhầm rồi, thôi kệ. Nó vậy với chị thôi chứ dàn trên này vẫn là 1,1 triệu. Nếu mà anh chị nào mà nhanh tay gọi thì sẽ có hàng ngon mà xài. Đó, rõ ràng là sẽ phân biệt rõ ràng. Đây là hàng hệ, nói chung là người ta gọi là hàng hệ đó, là có đá lưỡi, có chỉnh tốc. Rồi chúng ta sẽ xong cái cây Makita nha. Rồi, tiếp theo tôi sẽ thử tới một cái cây Hitachi. Hai con này thì nó giống nhau và nó cùng giá tiền, ta sẽ đánh dấu. Đây là con số 1, đây là con số 2. Rồi, thử dấu con số 1 trước. Rồi, con này cũng có chỉnh tốc luôn và cũng có chức năng đá lưỡi. Rồi, sẽ thử. Đây, số 1. Rồi. Đây là con Hitachi mã là CJ70V. Rồi, công suất của nó đây. Sử dụng điện 100V 50-60W, công suất là 570W 6A. Tốc chậm nhất của nó là 700 và nhanh nhất là 3200 nhịp trong 1 phút. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nghe tiếng máy của con Hitachi mang số 2. Mang số 2 đây. Cũng 1,1 triệu luôn. Nhanh tay thì lửa. Rồi, ta sẽ cùng nhau chỉnh số tốc 1 trở lại ban đầu. Quá êm. Rồi, và cuối cùng là các em xấu xí nhưng mà cũng khỏe kém. Mã là CJ70V y chang như nãy luôn, nhưng mà cái mâm của nó thì nó hơi xấu chút. Anh nào không chơi xấu thì có thể rước này về. Vẫn có chỉnh tóc, vẫn có đá lưỡi và mọi thứ vẫn còn rất là êm. Thử nha. Giờ tạm thời đánh con này con số 3 đi, dễ kiếm. Rồi, con số 3 này Hitachi
Rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem xét là các em nha. Makita với hai con Hitachi xinh xắn. Makita số 1, số 2 Hitachi là 1,1 triệu. Rồi bé này thì là 1 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị có nhu cầu xin mời làm gọi điện thoại hoặc Zalo số 0129 39 78 258 hoặc có địa chỉ 129 1 6 đường Phạm Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận. Rồi cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và gặp lại.